Cô tên Hương là thư ký của anh Dũng, chồng tôi. Và cô Hương nói với tôi là tôi đang có thai và sắp sửa sinh con với anh Dũng, thì mong chị hãy buông tha và ly dị anh ấy đi. Hồi đó tôi và ông xã tôi, anh Dũng, yêu nhau thời sinh viên. Đến 4-5 năm thì chúng tôi kết hôn. Nhưng gia đình anh ấy là con một mà gia đình giàu có, không chấp nhận tôi. Khi dễ gia đình tôi là nghèo, không xứng đáng với gia đình anh. Nhưng vì tình yêu anh đã vượt qua rào cản của gia đình và đã đi đến hôn nhân với tôi, và chúng tôi đã kết hôn với nhau. Thật sự tôi về sống trong gia đình, bên gia đình bên chồng tôi là ba mẹ rất là khắc nghiệt với tôi. Khi dễ gia đình tôi, xem thường gia đình tôi, và có những lời lẽ nói mà xúc phạm. Nhưng tôi cũng vì yêu chồng, yêu gia đình nên tôi phải chấp nhận về sống chung với anh. Chúng tôi sống với nhau cũng được 3-4 năm rồi, nhưng lúc đó tôi chưa có con, tôi chưa có em bé. Hồi lúc trước gia đình chồng đã không thích mình rồi, bây giờ 3-4 năm rồi cũng không có con, thì lại làm cho cái gánh nặng nó còn gai gắt hơn. Rồi gia đình cứ đi, nhiều khi mẹ chồng cứ xỉa xối, nói những lời nặng, nói là con gì không có con thì thế này thế kia. Nên tôi sống trong gia đình chồng tôi giống như một cái địa ngục. Và sau được 4 năm thì thấy thái độ của chồng cũng hết yêu thương tôi như ngày xưa. Và cũng nhiều khi đi làm về anh nhậu sai, mình thì sợ sức khỏe cho anh. Nhiều khi mình nói thì chồng tôi muốn đánh tôi. Nhiều lần anh tự nhiên vô duyên vô cớ để đánh tôi. Tôi rất là buồn, nhưng phải ráng cắn răng chịu đựng, không dám than vang cùng gia đình bên gia đình mình nữa. Đến gia đình bên chồng cũng vậy. Hôm đó tôi ở nhà tôi nấu ăn thì vô tình cái tủ đựng chén tôi mở ra thì bố chồng đi tới thì đụng chúng, mà chồng tôi đánh tôi, đánh không thương tiếc. Không hiểu là giống như mình làm một cái gì rồi mà trong mắt chồng và gia đình chồng. Tôi rất là buồn, nhưng mình nghĩ thôi, mình cũng ráng yêu thương chồng, yêu thương gia đình chồng. Nhưng mà cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Và một ngày đó là ngày Chủ nhật, tôi cũng nghĩ là ở nhà đang dọn dẹp nhà cửa. Anh ngày Chủ nhật anh nghỉ mà không, anh cũng không có ở nhà. Thì tôi nghe điện thoại gọi, thì bất chợt mình đang làm công việc, mình cũng không có nhìn là điện thoại đó là người lạ hay là người quen. Mình cũng nghe, mình bấm cho mình nghe, thì bên đầu dây đó là một cô gái nói là cô tên Hương là thư ký của anh Dũng, chồng tôi. Và cô Hương nói với tôi là tôi đang có thai và sắp sửa sinh con với anh Dũng, thì mong chị hãy buông tha và ly dị anh ấy đi, để đàng hoàng là để lo cho mẹ con tôi và để cho con tôi có cha. Thì thật sự mình nghe là mình bàng hoàng lắm, rất là đau khổ. Mình mới hỏi lại là em biết chị là ai, chị là vợ của anh Dũng mà, tại sao em lại nói như vậy? Thì cô ta bất chấp mọi ý, là nói chuyện với mình bất chấp luôn, là nói là tôi biết chị là vợ nhưng chị không có con, còn tôi đã có con với anh Dũng, thì chị hãy ly dị ảnh đi để cho ảnh có con và con tôi có cha. Thì lúc đó mình rất là buồn, thì mình cúp máy, mình không nghe nữa. Thì đợi đến chiều tối chồng mình về, thì ăn cơm đâu đó rồi mình cũng kêu chồng nói chuyện, thì mình mới vừa nói ra, anh ấy là sững gồ với mình, là nói là anh ấy không còn yêu thương mình nữa, là bởi vì mình không có con với anh ấy. Thì mình rất là ngạc nhiên, anh ấy đã có lỗi mà không biết nhận lỗi, không nói một lời xin lỗi, hay là không nói một cái gì mà để cho mình nghe mà mình cảm thấy tổn thương quá.
anh còn hùng hổ với mình, còn nói là thật sự hôm nay anh cũng muốn nói với em là anh không còn tình cảm gì với em hết. Bởi vì sanh con em cũng không sanh con được cho anh. Thì thiên chức là mẹ của em đâu. Thì mình chỉ ngồi mình nghe ông mình nói, mình rất là nghẹn ngào, không nói được lời nào hết. Thì mình cũng buồn lắm, mình suy nghĩ cũng cả tuần lễ, và mình cũng không có thể nói với ai hết. Với gia đình chồng thì không nói được, với ba mẹ chồng thì cũng không ưa mình. Nên mình quyết định mình nói với anh thôi, thì anh nói như vậy thì ly hôn. Và thật mình với anh ấy ly hôn. Anh đâm đơn ly hôn luôn. Mình cũng không ngờ là anh coi như là không còn một chút gì cả, hận thào đáo với máng với mình quá luôn, không chút tình cảm gì, sống chút bao nhiêu năm. Thì anh mới ly hôn. Mình đi ra khỏi căn nhà đó chỉ có một cái giỏ sách quần áo thôi và hai bàn tay trắng, không có tài sản hay cái gì hết. Nhà thì cũng không có. Lúc đó mình ở nhờ đứa em. Sống được mấy năm mình tự lực cánh sinh mình làm. Thì lúc đó mình gặp một người đàn ông, sau này là chồng của mình. Mình tái hôn thì cũng được 4-5 năm sau, vô tình mình đi siêu thị thì mình gặp lại chồng cũ. Thì chồng anh ấy gặp mình rất là mừng, anh ấy vui gặp mừng và mừng lắm gặp mình. Và anh ấy mới nói là hiện nay anh ấy rất là đau khổ, bởi vì cái người mà nói là vợ anh sống chung với anh không phải là có thai mà thai giả. Anh nói hết thử tình cho mình nghe. Bởi vì cô ta thấy gia đình anh giàu có là muốn vô nhà đó, nên nói dối với anh là có thai. Sau này làm cưới cô đi về ở một thời gian thì mới biết được là cô ta là người không tốt mà dối trá. Thật sự anh nói xin lỗi mình là anh là vô sinh, không có con, chứ không phải là mình. Thì lúc đó mình giận dưng lắm. Mình mới nói bây giờ anh nói cũng muộn rồi, và tôi cũng không cần quan tâm và cũng không cần muốn nghe những lời anh nói nữa. Vì bởi vì ở đời mình gieo nhân nào thì mình gặp quả đó thôi. Thì anh mới ngạc nhiên nói tại sao em biết anh vô sinh mà em không nói. Em nói bởi vì anh nói với tôi lúc trước là anh nói là anh yêu thương yêu tôi, nhưng đến lúc mà đã xảy ra chuyện thì anh lại trở mặt, anh cạn tàu ráo máng như vậy thì còn gì mà để tôi nói nữa. Thì đến bây giờ tôi cũng không cần nghe, mà tôi cũng không cần quan tâm anh vô sinh hay không vô sinh. Thì lúc đó mình lặng lặng mình dẫn con mình đi. Anh nhìn theo mình có rất là đau khổ mà nuối tiếc. Vì mình cũng xin gửi cho những các bạn trẻ, nếu mình sống phải thì mình sẽ gặp phải, còn mình sống mà không đúng, đời mà gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Thì mình chỉ mà gửi tới thông điệp như câu chuyện của mình như vậy thôi.